Hello. How are you? I'm good. And you? I'm good. Okay, now about homework. First one, describe. Is it briefcase? Là cặp để đựng hồ sơ, tài liệu. Next is case, là hộp đựng. Case. Next is leather. Leather. Đồ da. Okay, leather. Next is initial. Initial. Chữ tên viết tắt. Next is handbag, túi xách tay. Next is strap, là cái đai quai. Next is wallet, cái ví. Wallet. Next is wallet. Wallet. Next credit card. Credit card. Thẻ tín dụng. Next is sunglasses là kính râm. Next is frame là gọng kính. Next is stupid là ngớ ngẩn. Stupid. Yes. Next crowd, đám đông. Crowded. Next is crowd, đám đông. Next is aircraft, máy bay, tàu bay hoặc khí cầu. Next is overhead, là trên đầu. Overhead. Next is compartment, gian ngăn ở trên xe lửa. Next is compartment. Wheel. Compartment. Yes. Next is wheel, là bánh xe. Wheel, okay. Wheel, wheel. Next is handle, là tay handle. Cầm. Handle, okay. Anything else? Next is pull, là kéo. That's the end. The end. All right, now today we will continue with listening skill, okay? Okay. Now, new words.
ID card. ID card. ID card. ID card. Purse. Purse. Bill. 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 Drawer. 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 About. 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 Newsstand. 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 Subway. 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 Session. Fashion. Session. 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 Section. 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 Yes. Section. Okay, read out. Finish. Now, people are talking about items they lost. Listen and check. Okay, now 1 minute to read. Finish. Now listen. One. It's a brown leather one. I keep all my money and my credit cards in it. I usually keep it in my back pocket. It probably fell out when I was getting off the bus. I hope I get it back because it also has my ID card in it, and that's very important. Two. I'm always losing them or putting them down and forgetting where I put them. I think I was wearing them when I was on the bus. Then I stopped for a cup of coffee at a coffee shop. I think I took them off then because I don't need them when I read, and I was reading a magazine. Yes, maybe that's where they are. Three. I'm sure I had them when I left school because I remember putting them in my purse. I'm sure I had them when I came home or I couldn't have driven the car or opened the front door. So that means they're somewhere inside the house. Four. I'm sure I used it to pay the bill at the restaurant when I had lunch there. After that, I went to the department store and I think I used it when I bought my jacket. I'm sure that's the last time I used it, so it's probably there. Five. I usually keep it at home in a drawer in my desk because I only use it when I travel abroad. But it's not there, so I wonder where I put it. Oh, maybe I left it at the office when I came back from my trip to France. I think that's where it is, because I went straight from the airport to my office. Six. I thought it was in my briefcase. I usually put it there when I get one from the newsstand and then read it when I get home. Now I remember. I was on the subway. I took it out to read the sports section. I'm sure I left it there.
Okay, this is the end. I want to say again. Okay. Ôi, sao nó lại bị như này? One. It's a brown leather one. I keep all my money and my credit cards in it. I usually keep it in my back pocket. It probably fell out when I was getting off the bus. I hope I get it back because it also has my ID card in it, and that's very important. Two. I'm always losing them or putting them down and forgetting where I put them. I think I was wearing them when I was on the bus. Then I stopped for a cup of coffee at a coffee shop. I think I took them off then because I don't need them when I read, and I was reading a magazine. Yes, maybe that's where they are. Three. I'm sure I had them when I left school because I remember putting them in my purse. I'm sure I had them when I came home or I couldn't have driven the car or opened the front door. So that means they're somewhere inside the house. Four. I'm sure I used it to pay the bill at the restaurant when I had lunch there. After that, I went to the department store and I think I used it when I bought my jacket. I'm sure that's the last time I used it, so it's probably there. Five. I usually keep it at home in a drawer in my desk because I only use it when I travel abroad. But it's not there, so I wonder where I put it. Oh, maybe I left it at the office when I came back from my trip to France. I think that's where it is, because I went straight from the airport to my office. Six. I thought it was in my briefcase. I usually put it there when I get one from the newsstand and then read it when I get home. Now I remember. I was on the subway. I took it out to read the sports section. I'm sure I left it there. All right, this is the end. Now let's check it. Number one, okay, wallet, 2 glasses, 3 keys, 4 credit card, 5 passport, and newspaper. All right, now, any new word? No. What does it mean, passport? Giấy thông hành. Passport, hộ chiếu. All right, now, that is a script. Script, let's read it. Finish. Any new word? No. All right. So that is the end for the listening skill, okay? Okay. Now, today we study about the reading skill. All right. Now, the reading
Day 7. Is one pest. Now the first one, vocabulary. We have a lot of vocabulary in here, okay? Maybe about four or five pages. I don't know, slides, but I don't remember it exactly, but about the four or five slides, a lot. Now, the first one is worm. Is worm. Is. Để lưỡi này, răng cắn lại này, hai hàm cắn lại này, thổi hơi ra này. Oh, đây là earthworm. 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 Fascinating. 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 Pet. 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 Worm. 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 Oh, yeah. Worm. 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 Several. 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 Thrive. Try. Thrive. Thrive. Shaft. 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 Soft. Shaft. Shaft. Okay, read it. Happiness. Growth. 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 No, not growth. Growth. Nhớ là thè hết lưỡi ra, cắn cái môi vào. Growth. Rồi, growth. 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 Rồi, material. 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 Leaves. 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 Determine. 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 Decompose. 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 Digest out. Digest out. Digest out. Digest out. Digest out. Digest out. Cast. 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 Okay, we're done. Finish. Next one. I always talk about this word. Enrich. Enrich. Yes. Enrich. 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 Sorry. Enrich. Enrich. Enrich là tính từ, còn enrich là danh à, động từ. Enrich là động từ, còn enrich là tính từ. Sorry, okay? Okay. Enrich. Enrich. Damp.
Damp. Breathe. 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 Through. 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 Tunnel. 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 Mình đúng gì nhỉ? Penetrate. Penetrate. Sprout. 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 Okay, let's break down it. Thầy xem từ tunnel này đọc là cái gì nhé. Hơi lạ lạ cái từ này. Đúng rồi, đọc là tunnel mới đúng mà. À, tunnel, tunnel, tunnel. Tunnel. Yes, tunnel. And finish. Next one. Stretch. 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 I'm sorry. Stretch. Stretch. Contract. 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 Segment. 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 Mình, mình. Segment. Segment. Yes. Segment là phân chia khúc, chia đoạn. Còn segmentation là phân đoạn. Trong tiếng Anh có từ market segmentation, phân đoạn thị trường. Market segmentation, tiếng Anh ngành kinh tế. Ngày nào cũng segmentation, thầy sắp loạn não rồi. International business. Môn marketing, hoạt động marketing và kinh doanh quốc tế lúc nào cũng học đến segmentation, phân đoạn, đặc biệt là market segmentation, phân đoạn thị trường. Magnify. Brisho. Grip. Flashlight. Okay, right out. Nhiều lắm đấy. Rất nhiều. Mà bài này cũng rất là khó. Xong chưa? Ok. Reaction. Sensitive. Ignore. Okay. Musical instrument. Musical instrument. Observe. Squeamish. Unusual.
Unusual. Unusual. Unusual. You. Unusual. Unusual. Yes. Ok, rồi đó. Cái từ ignore này này thì thoảng mình hay làm ngơ. Have you ignored someone? No, I don't. Really? Yes. For me, sometimes. Với một vài người mà kiểu sao ta, người nó nhạt ấy. Người ta nói chuyện rồi mình cảm giác, ủa, người ta đang nói cái gì ấy. Mình cho qua luôn. Finish. All right, now reading earthworm pest. Okay. Okay. Ta sẽ học về con giun. Đây là người nông dân đầu tiên trên thế giới. Được chưa? Biết cày ruộng. Đây là người nông dân đầu tiên và là người nông dân chăm chỉ nhất. Những con giun đất. Okay, now let's read it about the earthworms. Finish. Guys. Finish. Next one. Bài này rất là khó. Nhưng mà được cái là gì nhỉ? Nội dung của trong cái bài này rất là dễ đọc. Okay, now we have grammar. Này rất là nhiều nội dung, được chưa? Siêu nhiều nội dung. We have past continuous tense. Thì gì đấy?
Past. Quá khứ. Quá khứ tiếp diễn. Yes. Đừng có nhầm thành hiện tại tiếp diễn nha. The past continuous describes action or events in a time before now, which began in the past and was still going on when another event occurred. Tức là thì hiện à thì quá khứ tiếp diễn miêu tả một hành động hay là một sự kiện ở trong một khoảng thời gian trước đây, và nó bắt đầu từ trong quá khứ và kéo dài cho đến hiện tại, cho đến khi mà một sự kiện khác xảy ra. Được chưa? Ví dụ như một cái hành động đang xảy ra, ví dụ như thầy đang giảng như này đi, xong tự nhiên một hành động khác xảy ra là một cái con muỗi nó bay qua thầy đó, xong thầy đưa tay như này và thầy dừng lại, được chưa? Thầy vẫy tay như này. Được chưa? Như vậy là cái hành động thầy giảng bài ở trong thì hiện à quá khứ tiếp diễn. Được chưa? Nó cứ tiếp diễn đến khi mà thầy cua tay đuổi con muỗi là nó dừng lại, vì hành cái sự kiện khác xảy ra thầy cua tay con muỗi, đúng chưa? Ok. Hiểu không nào? Understand. Now, the form in positive dạng khẳng định is subject and was or were at verb and at object. In negative is subject and was or were at not at verb. And in question we have WH question word, okay? WH question word at was or were at subject and verbing and at object, okay? Okay. On yes, for yes, no question. For yes, no question. We will have a form is was or word as subject as verbing. Với dạng câu hỏi yes, no thì mình chỉ sử dụng was hoặc là were lên đầu, được chưa? Còn những câu hỏi có WH question thường hỏi về mục đích, lý do, cái gì đó. Ok, without it. Okay, the uses. First, the past continuous can shed light on what was happened as precise time as past. Tức là thì quá khứ tiếp diễn sử dụng để kiểu như kiểu để làm highlight cái hành động mà đã xảy ra ở trong quá khứ, được chưa? Example, at 6 o'clock yesterday. At 6 o'clock yesterday, I was eating dinner. Tức là vào lúc 6 giờ tối hôm qua. Qua. Tối, ăn tối. Hiểu cái phần này thế nào? Tức là vào lúc 6 giờ, mình làm chính xác vào một cái mốc thời gian, được chưa? Một thời điểm chính xác ở trong quá khứ là lúc 6 giờ tối ngày hôm qua. Mà mình làm sáng tỏ lên 6 giờ tối thì tối ăn tối. Hoặc là lúc 6 giờ 30 sáng nay, đúng không? Mình thức dậy, đúng không? Đúng chưa? Hoặc là thôi thì cho vào ngày hôm qua đi cho nó dễ nhá. Ngày hôm qua đi thì cho nó quá khứ thì nó dễ hơn. Thì mình sẽ nói là của ngày hôm qua. Thì là lúc 6 giờ 30 ngày hôm qua thì mình
thức dậy đúng chưa? At 6 o'clock morning yesterday. Yesterday morning, sorry. At 6 o'clock yesterday morning, I was getting up. Vào lúc 6:30 sáng ngày hôm qua, tôi thức dậy. Được chưa? Okay. To describe an unfinished action that was interrupted by another event or action. Để miêu tả một cái hành động mà nó unfinished, không chưa hoàn thành, bị gián đoạn. Một cái hành động chưa hoàn thành và nó bị gián đoạn bởi một sự kiện hay là một hành động khác. Đúng chưa? Ví dụ như bây giờ thầy đang giảng bài đúng không? Chưa kết thúc đúng không? Mà mỗi qua không thể vẩy tay một cái như này. Đúng chưa? Đó, cái hành động giảng bài của thầy tự nhiên bị gián đoạn lại đúng không? Hoặc là tự nhiên ở ngoài có cái tiếng gì đó làm thầy giật mình, thế là gián đoạn đúng không? Đó, ví dụ như này. I was having a beautiful dream when the alarm clock rang. Tôi đang có một giấc mơ rất là đẹp thì đồng hồ báo thức kêu lên. Đang thì mơ, xong tự nhiên đồng hồ báo thức chen vào. Thế là giấc mơ đấy tan biến. Được chưa? Okay. Okay, let's write down it. Finish. Tiếp này. It can also refer to habitual action in the past. Nó có thể sử dụng để nói về những cái thói quen ở trong, tức là habitual là cái thói quen, cái hành động về thói quen ở trong quá khứ. Cái này nó khác nhau nha. Thì hiện tại đơn là cũng để nói một thói quen diễn ra hàng ngày. Được chưa? Yes. Example. She was talking constantly in class in those days. Now, the fourth, with wonder, to make a very polite request. Với cái từ động từ wonder thì chúng ta sẽ tạo nên một cái câu yêu cầu rất là lịch sự. I was wondering if you could babysit for me tonight. Tôi đang thắc mắc bạn có thể trông em bé giúp tôi vào tối nay không? Rất là lịch sự đúng không? Wonder, tự hỏi. Okay. Without, với nhớ nha, với từ wonder thì sẽ làm trong cái câu yêu cầu nó rất là lịch sự. Okay, have you finished? No. I'm finished. All right, now, exercise one. Use your own ideas to complete the sentences. Use the past continuous.
Now, use your own ideas. Okay. Now, Matt, why we having a dinner? We're having. The doorbell rang. Doorbell rang. Why I was having a party? Yes. Or why have? Why I was having a shower. We saw an accident while we saw an accident while we was walking. We're walking, okay, or waiting the bus. Anne fell asleep while she was doing her homework. Mm-hmm. The television was on, but nobody was watching. Was or were? Was. Was watching it. Okay, very good. All right, do you understand it? Yes. Okay, so any question? No. Any new word? No. Okay, good. Thầy đưa cho thêm một vài những cái dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn được chưa? Đầu tiên là từ why. Được chưa? Cứ thế why là sau why là tiếp diễn. Rồi. Tiếp đến là when. Rồi at this time hay là at that time? At this or at that time? Ok. Được chưa? Đó, có bốn cái đó. Thường hay sử dụng và thường hay xuất hiện. Bốn cái đó thường hay xuất hiện được chưa? Right. All right. So any question for today? No. No. All right. So we will practice next lesson, okay? In next lesson. Okay. All right. So, trao đổi với bố chưa? Yes. Bố bảo thế nào? Xin chuyển thầy khác. Okay, chuyển đúng không? Không đợi nữa đúng không? Yes. Okay, có muốn thử học với người nước ngoài không? Sure. Nếu như muốn học thì có mà, được học mà. Mình còn bao nhiêu buổi nữa nhỉ? Để thầy xem nào. Còn 19 buổi nữa thì học với thầy xem nào. Học với thầy thì chắc được tầm mấy buổi đấy nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5. Wow, học với thầy được đến 8 buổi nữa và còn 10 buổi còn lại thì cũng được. Nếu như mà muốn học với người nước ngoài thì cứ bảo bố ý kiến với lại QC nhá. Okay. Bảo bố có thể nhắn tin trên nhóm Zalo ấy. Là thầy nghỉ thì thầy anh cũng muốn, cũng gia đình cũng muốn cho học cùng với người nước ngoài thử xem sao những buổi còn lại. Được chưa? Nếu như mà ok thì đăng ký học tiếp nhá. Đăng ký học tiếp, nếu như mà không thấy thích học với người nước ngoài nữa thì thôi cứ học, cố học một tháng, sau đó thầy về thì thầy dạy tiếp. Tại vì là cũng có một em lớp 6 cũng ở là thế, thì học với người nước ngoài một tháng, sau đó thì là chờ thầy về thì thầy dạy tiếp. Đấy thì cũng tùy nhá, thầy đấy, thầy bảo như thế, gợi ý như thế. Ok. Rồi đấy thì cứ trao đổi với bố như thế nhá. Xem có muốn học với người nước ngoài xong rồi là học một tháng xong là học lại với thầy, hay là nếu như học với người nước ngoài mà thầy ok thì cứ học với thầy người nước
người nước ngoài không vấn đề gì được chưa? Đấy, thầy gợi ý cho là như thế. Còn thầy thì tháng tới này thì thầy không dạy được nữa, thầy chắc chỉ dạy được hết tháng này đến ngày 28 tháng 12 thôi. Đến ngày 27, ngày 26, 27 thì chắc là, 27 thầy không dạy được rồi. 27 là chắc là thầy vào trong đấy mất rồi. Thế thì mình chỉ học với thầy khoảng 6-7 buổi gì đấy nữa thôi. Đấy là nếu là nhiều ấy. Còn nếu không là sẽ còn không được nhiều như thế nữa ấy. Được chưa? Chỉ còn 5-6 buổi gì đấy với thầy nữa thôi. Và đấy rồi thì còn hơn chục buổi nữa nhá. Thì cứ bảo bố được chưa? Okay. All right. Goodbye. Bye. See you next lesson. Okay.